Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng và báo giá tất cả những mẫu xe bản sedan, bản hatchback, xe 7 chỗ hiện đang có tại cửa hàng. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Đấy, một bãi xe ô tô cũ Hải Phòng, hàng trăm đầu xe, giá rẻ. Đấy, chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp cửa hàng em, có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với chùa Cao Linh. Và chiếc đầu tiên đây là một mẫu xe Daewoo Gencha. Vâng, Daewoo Gencha sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.5 máy xăng, mang biển kiểm soát 88A biển Vĩnh Phúc 04539. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin, đấy, xe rất là ngon luôn. Một mẫu xe không taxi, không dịch vụ. Giá tiền 148 triệu đồng cho một mẫu xe. Vâng, Daewoo Gencha sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.5 máy xăng các bác nhá. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Keo chỉ zin các bác nhá, keo chỉ zin. Đấy, sơn xi thì màu đen xịn sò nguyên bản theo xe. Bên cạnh đây là một mẫu xe Daewoo Lachatti. Vâng, Daewoo Lachatti sản xuất 2007, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng, biển kiểm soát 98A. Đấy, bản sedan hai đầu, mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng. Giá tiền 125 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachatti bản sedan. Đấy, sơn xi màu đen, đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2022 các bác nhá. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 6 năm 2022. Nội thất ghế da màu đỏ đen, màn hình mà cam nùi đầy đủ các bác nhá. Đấy, màn hình mà cam nùi đầy đủ. Đấy, đấy, tư nhân chính chủ các bác nhá. Đấy, biển kiểm soát Bắc Giang. Và đây là một mẫu xe Mazda BT50. Đấy, sản xuất 2014 này, đăng ký và lăn bánh ở đầu 2015, mang phiên bản số này là số tự động các bác nhá. Đấy, số tự động, động cơ máy dầu. Đấy, động cơ máy dầu, máy dầu một cầu, sơn xi thì màu trắng này. Đấy, với giá tiền là 430 triệu đồng. Đấy, cho một mẫu xe Mazda BT50. Đấy, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ ok. Đấy, sản xuất 2014, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2015. Đấy, mang nước sơn màu trắng này. Đấy, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ ok các bác nhá. Đấy, giá tiền 430 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda BT50. Và bên cạnh đây là một mẫu xe này, là mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Đó là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.5 máy xăng, biển kiểm soát 15A. Đấy, sơn xi thì màu đen. Đấy, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện và cụp xe, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, giá tiền chiếc này là 310 triệu đồng. Vâng, 310 triệu đồng cho một mẫu xe này, là mẫu xe Toyota. Vâng, Toyota là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt các bác nhá, mang nước sơn màu đen. Và đây là một mẫu xe Toyota Fortuner, có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, động cơ máy xăng hai cầu. Đấy, la răng đúc bốn bánh này. Đấy, giá tiền chiếc này là 425 triệu đồng. Vâng, 425 triệu đồng cho một mẫu xe Fortuner sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, máy xăng hai cầu các bác nhá, máy xăng hai cầu. Đấy, xe đẹp xuất sắc luôn, với giá tiền 425 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Fortuner, keo chỉ zin và máy số zin các bác nhá. Keo chỉ zin, máy số zin và mang biển kiểm soát 88A biển Vĩnh Phúc. Đó là một mẫu xe Kia Carren sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động, động cơ 2.0 máy xăng. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rất là ok các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, giá tiền chiếc này là 280 triệu đồng. Vâng, 280 triệu đồng cho một mẫu xe Kia Carren sản xuất 2009,
mang phiên bản số tự động động cơ 2.0 bản full cửa sổ trời. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Trend Velar Sportback sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn, động cơ của nó là 0.8 máy xăng, biển kiểm soát Hà Nội 30A 70772. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 88 triệu đồng các bác nhé. Vâng, chỉ có 88 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Trend Velar Sportback, mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng, màn hình mặc cam nồi đầy đủ các bác nhé. Đấy, tư nhân chính chủ, đấy, không taxi, không dịch vụ, biển kiểm soát lại còn Hà Nội các bác nhá. Đấy, giá tiền thì chỉ có vài chục triệu đồng thôi, 88 triệu đồng. Mang biển kiểm soát 36A 07326. Đó là một mẫu xe Daewoo Lumina sản xuất 2003, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng. Đấy, với giá tiền trước này là 58 triệu đồng các bác nhá. Vâng, chỉ có 58 triệu đồng. Các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng ok luôn. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2022. Đấy, đăng kiểm thì cũng sắp hết rồi các bác nhá. Bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm lại cho các bác, mới tinh cho các bác nhá. Màn hình mà cam nồi đầy đủ. Đấy, mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng này. Giá tiền thì chỉ có 58 triệu đồng thôi. Vâng, 58 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lumina. Và bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Daewoo Lumina sản xuất 2003, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6 la răng đúc 4 bánh bản sedan 2 đầu. Giá tiền là 69 triệu đồng. Vâng, chỉ có 69 triệu đồng thôi. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lumina. Đấy, mang biển kiểm soát 34, một chủ sử dụng từ đầu. Đấy, sơn xi thì màu đen. Đấy, nội thất tươi rồi rói các bác nhá. Nội thất tươi rồi rói, màn hình đầy đủ đây. Đấy, nội thất tươi rồi rói, màn hình đầy đủ các bác nhá. Đấy, giá tiền thì chỉ có 69 củ khoai thôi. Đấy, mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng ok luôn. Và đây là một mẫu xe Nissan. Vâng, Nissan. Nissan nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật các bác nhá. Sản xuất những năm 1990. Đấy, phiên bản số sàn, động cơ 1.8 máy xăng. Với giá tiền chỉ có 40 triệu đồng. Vâng, 40 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Toyota Brabus. Vâng, Toyota Brabus sản xuất những năm 1990. Phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.8 máy xăng. Giá tiền thì chỉ có 40 triệu đồng. Vâng, 40 triệu đồng. Mang nước sơn màu trắng ngọc trinh, mang biển kiểm soát 29KT0037. Đó là một mẫu xe Daewoo. Vâng, Daewoo Lumina sản xuất những năm 2002. Giá tiền thì 66 triệu đồng. Mang nước sơn màu trắng các bác này. Đấy, 66 triệu đồng. Máy nổ mà còi kêu, 4 bánh quay đều, điều hòa mát, côn số ngọt. Đấy, máy số ngon, nội thất đây các bác này. Tuy rằng sản xuất những năm 2002 mà nội thất của nó tươi đo rói các bác nhá. Nội thất tươi đo rói luôn. Đấy, la răng đúc 4 bánh xịn sò nguyên bản theo xe. Đăng kiểm thì dài miên man đến tận tháng 8 năm 2022. Giá tiền thì chỉ có 66 củ khoai thôi. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Lumina nữa này, sản xuất những năm 2001, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6 máy xăng, mang biển kiểm soát 29 các bác nhá. Đấy, giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 62 triệu đồng. Vâng, 62 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe tập đi tập lái, che mưa che nắng, mang nước sơn màu trắng ngọc trinh, la răng đúc 4 bánh, đăng kiểm mới tinh thì tình các bác nhá. Đấy, đăng kiểm mới tinh luôn. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe tập đi tập lái là cứ alo cho em. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 8 năm 2022 các bác nhá. Đấy, vừa mới đăng kiểm lại xong. Đấy, bác nào mà quan tâm mẫu xe này mua về tập lái ok luôn. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lalot sản xuất những năm 2005, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.6. Giá tiền trước này là 72 triệu đồng. Đấy, sản xuất 2005 các bác nhá. Đấy, và đây là một mẫu xe bán tải Mekong. Đấy, sản xuất những năm 2011, mang phiên bản là phiên bản số sàn, máy dầu, máy dầu một cầu, la răng đúc 4 bánh này. Đấy, lốp này, lốp của nó bên trên lóc các bác nhá. Đấy, nội thất này. Đấy, ghế da hai màu. Đấy, một mẫu xe bán tải Mekong. Đấy, sản xuất những năm 2011 mà giá tiền thì chỉ có 158 triệu đồng. Đấy, vừa chở được người, vừa chở được hàng các bác nhá. 158 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe bán tải Mekong. Đấy, sản xuất những năm 2011, mang biển kiểm soát 17LD. Đấy, 300, con 3, con 6 các bác nhá. Mang biển kiểm soát 20K. 20K, đó là một mẫu xe Daewoo. Vâng, Daewoo Lumina
sản xuất những năm 2003, mang phiên bản số sàn, động cơ của nó là 1.6 máy xăng, giá tiền 75 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Daewoo Luira nữa này, sơ si thì màu đen, biển kiểm soát Bắc Giang. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 76 triệu đồng các bác nhá. 76 triệu đồng. Đấy, con này thì rất là đẹp luôn. Đấy, máy gầm thì đại chất, nội thất tươi đồ nói này. Đấy, nội thất tươi đồ nói luôn các bác nhá. Giá tiền thì chỉ có 76 củ khoai thôi. Đấy, la răng đúc 4 bánh nguyên bản theo xe, keo chỉ gần như zin cả xe các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. 76 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo Lachatti. Vâng, Daewoo Lachatti, sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.6 máy xăng. Bản này bản đặc biệt, bản xuất Trung Đông các bác nhá. La răng đúc 4 bánh, bản này bản 8 túi khí an toàn luôn. Bản 8 túi khí an toàn, nội thất tươi đồ nói này. Ghế da hai màu, bô lăng 4 chấu, bô lăng kép. Đấy, màn hình mà cam nồi đầy đủ. Đấy, giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 248 triệu đồng. Vâng, 248 triệu đồng, xe rất đẹp luôn. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 15A10032. À vâng, 10032 các bác nhá. Đấy, con này vừa mới cập bến cửa hàng này. Đấy, giá tiền thì chỉ có vài chục triệu đồng thôi các bác nhá. Đấy, rất là rẻ luôn. Và đây là một mẫu xe Trendelat Cruy. Vâng, Trendelat Cruy sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng, biển kiểm soát 15A, đấy, Hải Phòng, hoa phượng đỏ. 238 triệu đồng, con này rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, em sẽ đi vào phần nội thất cho các bác xem này. Đấy, nội thất con này thì quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, nội thất tươi nó nói này, bô lăng 3 chấu, 4 chấu, bô lăng kép. Đấy, đầu đài nguyên bản theo xe. Đấy, một mẫu xe Trendelat Cruy phải nói là đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy, giá tiền thì chỉ có 238 triệu đồng thôi. Vâng, 238 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Trendelat Spark. Vâng, Trendelat Spark sản xuất 2016, một mẫu xe tư nhân, một chủ sử dụng từ mới, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Giá tiền 185 triệu đồng cho một mẫu xe Trendelat Spark mang thương hiệu của nước Mỹ. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lachatti các bác nhá. Daewoo Lachatti có năm sản xuất 2009 này. Đấy, 2009. Màn hình cam nồi đầy đủ, sơn si màu đen, nội thất Osake. Đấy, giá tiền trước này là 158 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 158 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachatti, la răng đúc 4 bánh, biển kiểm soát lại còn Hải Phòng. Và đây là một mẫu xe Isuzu. Vâng, mang biển kiểm soát Nghệ An 37L. Đấy, giá tiền 238 triệu đồng, sản xuất những năm 2008. Một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất những năm 2008, mang phiên bản này là phiên bản máy dầu các bác nhá, máy dầu. Đấy, máy dầu một cầu. Đấy, một chủ sử dụng từ đầu. Đấy, zin cả xe luôn. 238 triệu đồng cho một mẫu xe Isuzu Highlander. Đấy, mang nước sơn màu bạc. Và tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hà Giang 23A 04673. Đó là một mẫu xe Daewoo Lachatti sản xuất những năm 2008, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6 máy xăng, bản sedan hai đầu. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 135 triệu đồng các bác nhá. Vâng, 135 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachatti. Vâng, Daewoo Gencha sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.5. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng, bên em bao gồm phí sang tên, bấm biển, đổi chủ luôn cho các bác. Đây là một mẫu xe Hyundai Magram i10 sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.0. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hải Phòng, la răng đúc 4 bánh này, sơn si màu đỏ xịn sò nguyên bản theo xe. Đấy, nội thất ghế da bò. Đấy, con này là bản đủ các bác nhá. Bản đủ mà tư nhân chính chủ, biển Hải Phòng. Giá tiền 235 triệu đồng. Vâng, chỉ có 235 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe i10. Và đây là một mẫu xe Trendelat Avell sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ của nó là 1.5 máy xăng. Đấy, bản sedan hai đầu, biển kiểm soát 21A. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota Vios mang biển kiểm soát 36A. Đấy, sản xuất 2011. Đấy, em đã bán rồi các bác nhá.
Đấy, bác cà số, bác đã cà là bác giao cho khách các bác nhá. Đấy, đã cà số rồi em rút hồ sơ thì em sẽ giao, chọn ngày tốt rồi em giao cho khách. Mang biển kiểm soát 14 này. Đấy, 14 các bác nhá, biển Quảng Ninh. Đấy, sơn si thì màu đen, la răng đúc 4 bánh này. Đấy, đăng kiểm thì còn đến tháng 4 năm 2022. Đó là một mẫu xe Daewoo Lumina sản xuất những năm 2002. Đấy, phiên bản số sàn, động cơ 1.6 máy xăng. Đấy, giá tiền là 64 triệu đồng các bác nhá, 64 triệu đồng. Đấy, nội thất tươi nó nói luôn các bác nhá. Đấy, nội thất rất là tươi được các bác này. Đấy, nội thất ghế da thì màu đen. Đấy, ghế da màu đen. Đấy, chỉ có 64 triệu đồng. Mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng ok luôn. Đấy, Daewoo Lumina sản xuất 2002. Và đây là một mẫu xe này, là mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ này. Đó là một mẫu xe Daewoo Lazetti. Vâng, Daewoo Lazetti sản xuất 2009 có nhá, 2009. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ của đó là con này sản xuất 2005 các bác nhá, 2005. Số sàn, động cơ 1.6 máy xăng. Giá tiền thì chỉ có 115 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ có 115 triệu đồng, mua về tập đi tập lái các bác nhá. Và đây là một mẫu xe Mitsubishi. Vâng, Mitsubishi Altra sản xuất 2016, mang phiên bản số sàn, động cơ 1.2, biển kiểm soát Quảng Ninh, sơn si thì màu trắng ngọc trinh. Giá tiền trước lại bên em đang chào bán với giá là 248 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Hyundai Megram i10, sơn si màu trắng xịn sò nguyên bản theo xe, biển kiểm soát Quảng Ninh 14A31677. Giá tiền 195 triệu đồng, bản hatchback một đầu, hàng nhập khẩu nguyên chiếc tự ấn các bác nhá. 195 triệu đồng, màn hình mà cam nuôi đầy đủ đây. Đấy, sơn si màu trắng tư nhân chính chủ, biển Quảng Ninh. Đấy, 195 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe i10. Đấy, và đây là một mẫu xe Isuzu Highlander sản xuất 2008, 238 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Kia Morning. Kia Morning nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, xăng ăn như người. Đấy, giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 208 triệu đồng. Đấy, bao gồm phí sang tên, bấm biển, đổi chủ luôn cho các bác nhá. Kia Morning là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt. Daewoo Lazetti sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng. Đấy, biển kiểm soát 30A47190. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 168 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Hyundai Avante sản xuất 2013, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 358 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Toyota Vios, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá phá không hỏng này. Đấy, sơn si thì màu đen, bản sedan hai đầu. Giá tiền 145 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2006 các bác nhá, 2006. Phiên bản số sàn, động cơ 1.5. Đấy, với giá tiền 145 triệu đồng, bên em bao hồ sơ cũng như vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Kia Morning, đấy, hồ sơ cầm tay, mang nước sơn màu xanh. Đấy, sơn si sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Đấy, sản xuất 2017, giá tiền 205 triệu đồng. Bên em bao gồm phí sang tên, bấm biển, đổi chủ luôn cho các bác nhá. 205 triệu đồng. Kia Morning sản xuất 2014, mang biển kiểm soát 98A 31607. Đấy, sơn si sạch sẽ đẹp đẽ ok. Giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 178 triệu đồng. Đấy, Hyundai Avante sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.6 máy xăng. Đấy, giá tiền là 328 triệu đồng. Vâng, 328 triệu đồng. Đây là một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Đấy, em vừa tổng hợp đấy, tất cả những mẫu xe 5 chỗ, bản hatchback, bản sedan hiện đang có tại cửa hàng. Bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác những video lần sau.